Dạ Lê Nguyễn, mến chào quý bà con và các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn của Hoàng Thịnh, mình giao lưu hoa giấy thành phẩm ghép có những cây tán như cây dù, cây ô rất là đẹp nha bà con. Ghép nhiều màu, số siêu bông, siêu hoa và những cái cây thái ngũ sắc nha. Xin mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn ạ. Dạ em chào anh Liêm, em chào cô chú anh chị đang xem kênh của anh Liêm ha. Trước tiên em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa rồi ạ. Hôm nay nhà vườn em quay trở lại ha, có một số giấy ngũ sắc ha cô chú anh chị. Cây thì em đã lên dù rồi ha. Muốn giao lưu tới cô chú anh chị qua số điện thoại 0762 966 109 ạ, cũng là số Zalo luôn ạ. Địa chỉ nhà vườn em là Tân Thành, Hòa Thành, La Dung, Đồng Tháp ạ. Thì những cái tán dù này là cô chú anh chị mình chơi vào dịp lễ luôn ha cô chú anh chị. Để không mất thời gian thì em xin vô mã số 1 ạ. Một cây ngũ sắc tàn dù ạ. Chiều cao 1m30, tán ngang 1m, hoành 22 ạ. À. Tông một cốt thoát thân nha cô chú anh chị. Thì cây đang hiện diện đủ 5 màu hoa cho mình ha. Trắng phớt hồng, đỏ, vàng, hồng sát pháo và cam ha cô chú anh chị. Đây cam trên ha, hồng sát pháo. Đủ 5 màu hoa cho mình ha. Thì tất cả các cây dù này là em đều gửi xe tới nhà cho cô chú anh chị mình ha. Thì cây này thì em không có ship có được nha cô chú anh chị. Rồi mã số 1, 1.100.000 ạ. Cô chú anh chị mình nhìn cây thì đang gỗ bông luôn ha. Tán tròn xe cái ô. Tán tròn xe nha cô chú anh chị, đang gỗ bông luôn nha. Cây thì Ok. đang đủ 5 màu hoa cho mình ha. Tiếp theo mã số 2 ạ. Cũng là một cây phơm tàn dù luôn ạ. Cây bệnh cây dù rất là khéo nha bà con. Chiều cao 1m30, tán ngang 1m, hoành 25 ạ. Củ thì cũng rất là lớn ha cô chú anh chị. Cây thì đang lên búp luôn ha. Thái 5 màu. Mã số 2 1.200.000 ạ. Cô chú anh chị mình nhìn đi, cây thì đang lên búp nụ rất là nhiều luôn nha. Tiếp theo mã số 3. Chiều cao là 1m20, tán ngang 1m05, hoành 27, hoành rất là lớn luôn ha cô chú anh chị, củ thì rất là quái luôn nha. Cô chú anh chị mình nhìn cái phân tàn của nó nè. Cây thì em đã bệnh tàn vô dù dày đặc luôn rồi ha. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh À, chị. ăn kẹo nụ luôn. Cây này kẹo nụ luôn ha. Cây này mà nở bông rộ thì rất là đẹp luôn ha. Rồi mã số 3 1.150.000 ạ. Tiếp theo mã số 4 ạ. Cũng là một cây dù ngũ sắc luôn ha cô chú anh chị. Cao 1m17, tán ngang 1m06 ạ. Hoành 25 ạ. Cây này thì tàn cũng rất là dày ha cô chú anh chị. Cây thì đang lên kẹo kẹo búp luôn nha. Rồi mã số 4 1.150.000 ạ. Tiếp theo mã số 5 ạ. Cũng là một cây ngũ sắc tàn dù. Chiều cao 1m25, tán ngang 1m05, hoành 26 ạ. Củ rất là lớn ha cô chú anh chị. Cái này mình mua một cặp về để trước cửa nhà chơi vào dịp lễ tới thì rất là đẹp ha. Rồi mã số 5 1.150.000 luôn ạ. Tiếp theo mã số 6 ạ. Là một cây tàn dù. Dù này dù nhỏ ha cô chú anh chị. Chiều cao 1m, tán ngang 90, hoành 16 ạ. Cái này thì cũng 5 màu hết cô chú anh chị. Đây màu vàng ha. Màu hồng, màu đỏ, màu trắng, phớt hồng. Ở phía bên đây là màu cam hết cô chú anh chị. Màu cam đây ha. Cây thì đủ 5 màu cho mình luôn nha. Rồi mã số 6, 700 ngàn ạ. Tiếp theo mã số 7 ạ.
Chiều cao 1m, tán ngang 90, hoành 15 ạ. Cây này thì cũng đủ 5 màu hết cô chú anh chị, cam, đỏ, hồng, trắng phớt hồng và màu vàng ha. Đây màu vàng đây cô chú anh chị. Thì những cái nhánh này là em chưa kịp xe lên ha. Cô chú anh chị nào mà thích những cây này thì em sẽ kết vô dù luôn cho mình nha. Rồi mã số 7, 700.000. Tiếp theo mã số 8 ạ. Cũng là một cây dù nhỏ luôn ha cô chú anh chị. Cái dù này nụ đang kẹo trên. Nụ rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Cao 95, tán ngang 90, hoành 21. Mã số 8, 750.000 ạ. Tiếp theo mã số 9 ạ. Chiều cao 1m, tán ngang 90, hoành 19 ạ. Thì em quay đại diện một số cây dù nhỏ này hết cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà mình sỉ lợi để bán dịp lễ này thì cứ liên hệ số Zalo của em ha, 0762966109 ạ. Mã số 9 này, cao 1m, ngang 90, hoành 19 ạ. Mã số 9, 750.000 ạ. Tiếp theo mã số 10 ạ. Chiều cao 1m, tán ngang 95, hoành 16 ạ. Mã số 10, 650.000 ạ. Tiếp theo mã số 11 ạ. Cây dù nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Cây thì đang lên bút rất là nhiều luôn. Cao 1m, ngang 90, hoành 20 ạ. Cây này mà nó nở bông rộ thì không thấy cái lá luôn nha cô chú anh chị. Cây thì em đã vô dù rồi ha, rất là đẹp luôn. Mã số 11, 700.000 ạ. Tiếp theo mã số 12 ạ. Cao 1m, ngang 90, hoành 19 ạ. Màu vàng các cô chú anh chị, màu đỏ, màu hồng, màu cam. Ở phía bên đây là màu trắng phớt hồng ha. Mã số 12, 700.000 ạ. Tiếp theo mã số 13. Chiều cao 1m, tán ngang 90, hoành 16 luôn ạ. Cây thì đang lên nụ rất là nhiều hết cô chú anh chị. Mã số 13, 650.000 ạ. Tiếp theo mã số 14 ạ. Chiều cao 1m, tán ngang 90, hoành 17 ạ. Mã số 14, 650.000 ạ. Mã số 15 ạ. Chiều cao 1m, tán ngang 95, hoành 21 ạ. Cây này thì đang gỗ nụ rất là nhiều hả cô chú anh chị. Mã số 15, 700.000 ạ. Tiếp theo mã số 16 ạ. Độ cây rất nhiều màu siêu bông ạ. Chiều cao 1m05, tán ngang 80, hoành 19 ạ. Một nồi đế rất là nhiều lớn ha cô chú anh chị, rất là quái luôn. Cây này thì có vàng thái ha cô chú anh chị. Đỏ lửa, cam lửa, ruby tím lửa, trắng tiết. Hồng gân ha cô chú anh chị.
Cái này 6 màu ha. Mã số 16, 500 nghìn ạ. Mã số 17 ạ. Chiều cao 1m05, tán ngang 70, hoành 18 ạ. Cũ đế rất là quái luôn ha cô chú anh chị. Cái này thì có đỏ lửa ha, hồng gân, ruby tím lửa, trắng tiết, cam lửa. Ba màu lửa. Ba màu lửa. Hồng gân, trắng hồng tiết, gân, 5 trắng màu. Tiết, 5 màu ha. Mã số 17, 420 nghìn ạ. Tiếp theo mã số 18 ạ. Cây ghép nhiều màu luôn ạ. Chiều cao 95, tán ngang 80, hoành 16 ạ. Một cốt. Một cốt hot thân ha cô chú anh chị. Cây này thì có hồng gân, trắng tiết, cam lửa, ruby tím lửa và đỏ lửa ha. Cây này cũng 5 màu luôn. Mã số 18, 400 nghìn ạ. Cây này phối những cái màu rất là nổi trội, rất là đẹp như vậy. Mã số 19 ạ. Một cây ghép nhiều màu luôn ha cô chú anh chị. Chiều cao 1m1, tán ngang 90, hoành 20 ạ. Củ đế rất là quái luôn. Cây này thì ghép đỏ thái nè. Ruby tím lửa là 2, trắng tiết là 3, hồng gân là 4. Vàng thái ha cô chú anh chị. Vàng thái là 5 ha. Cây này thì có 5 màu ha cô chú anh chị. Mã số 19, 500 ngàn ạ. Tiếp theo mã số 20 ạ. Cũng là mã số cuối clip của nhà vườn em hôm nay luôn ha. Một cây Sakura Blycan ạ. Lá cẩm thạch nha cô chú anh chị. Cây thì rất là siêu hoa luôn nha. Hoa thì nó ra theo cái nách lá nha cô chú anh chị. Cao 95, cao 65 ạ. Ngang 45, hoành 18 ạ. Củ đế nhỏ mà quái của cô chú anh chị. Mã số 20, 200 ngàn ạ. Phần cuối clip thì em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa rồi ạ. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ nhà vườn em clip kế tiếp này ạ. Rồi, em cảm ơn nhà vườn Hoàn Thịnh nha. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và chú ủng hộ nhà vườn nha. Bye bye bà con. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con mình những clip kế tiếp ạ.